bác làm vườn hỏi em thì dòng kéo này có cắt được tre không ngày hôm nay thì em sẽ làm một video tổng thể vừa cắt tre vừa cắt quả để cho các bác anh nhà mình được xem về cái dòng kéo này nhá mẫu kéo này rất chi là hay các bác có thể tỉa cành trúc cành tre đây em sẽ tỉa phía bên này cho các bác nhà mình xem nhá cành tre to hay là cành tre nhỏ các bác cứ dùng chiếc kéo này cắt cho em đấy các bác nhìn nào với cái bộ kéo này thì cắt rất chi là dễ để cho các bác anh nhà mình làm vườn một chiếc kéo thật tốt thì chiếc kéo này nó sẽ qua hai mặt cho các bác nhé một mặt là tỉa cành rơi trực tiếp còn một mặt thì là cắt cho rơi Đấy các bác ạ Em mới tỉa lốt phía bên này nhá Đấy các bác thấy không? Rất là dễ Bây giờ đêm sẽ quay vào chỗ kéo kia để cho các bác anh nhà mình nhờ được xem cái bộ kéo ngày hôm nay đây là cái bộ kéo hôm nay thì em sẽ test thử là vừa cắt cành vừa cắt uh, quả mít bây giờ thì em sẽ sang bên kia để cắt uh, quả mít cắt giữ cành để cho các bác anh nhà mình được xem nhá cành tỉa quả như cái mít này nhà em là mẹ em đang yêu cầu là tỉa bớt quả đi cũng như là các bác đang muốn nó tỉa cho nó thưa bớt đi thì em sẽ thực tế với con kéo này cho các bác anh nhà mình được xem con kéo này hiện tại thì giá của nó đang giảm cực kỳ là sâu Nó là 3 mét và thu về 1 mét tư các bác ạ Nếu như rút hết tầm thì nó là hai lễ rút này Một lẫy rút tiếp đây này các bác này Nó sẽ rất tương đối là cao nha các bác nhé Đấy tương đối là cao Em sẽ tỉa một cái quả mít Mà không cần thiết ở phía trên cao này đi Đây nha các bác nhé Cái cảnh quả mít này không cần thiết em sẽ tỉa đi các bác thấy với một chiếc kéo này nó có tiện đấy không ạ? quá là tiện ích luôn em sẽ tỉa tiếp nhá bởi vì rất nhiều quả là không cần nó nhiều quá mình cũng sẽ không không sử dụng được hết và với dòng kéo rất chi là hay các bác còn được tặng kèm theo một lưỡi cưa đấy nếu như tỉa cành nhá cắt tỉa cành này trong tất cả mọi việc thì đây là một con kéo tiện ích nhất mà các bác lên sử dụng em thu vào nhá nếu như mà mình cắt ở phía ngắn ấy thì mình thu bớt lại này đây ạ à, em cũng tỉa bớt đi rất nhiều quả là không cần tới đã tỉa đi các bác ạ tỉa bớt đi và tiếp tục thu về nữa để trong cốp xe di chuyển cực kỳ là gọn mỗi một con kéo ngày hôm nay em đều tặng cho các bác kèm theo một lưỡi cưa và lưỡi cưa nó tiện ích như thế nào các anh đang quan tâm tới những mẫu kéo mà hôm nay em giảm giá tới 50% nhá. hãy ở lại với em tới tận cuối video để biết từng giá từng cây một đây ạ con cây ngoài cùng này là cây đây là 3 mét của bộ của nó này có hai lễ rút này 4 mét này, hai lễ rút này Và đây là 5 mét <laughs> Cái lưỡi cưa này lưỡi cưa tặng kèm Và bây giờ em sẽ cưa thử cho các bác anh nhà mình được xem Cái này nếu như muốn nó rút ra lưỡi nhé Muốn rút ra đầu tiên Thì mình sẽ mở cái phần tay cầm đấy ra các bác ạ Mở phần tay cầm đấy ra à, Đấy Mở ra nhé rút. Các bác muốn rút chiếc kéo này dài bao nhiêu Tương đối là dài Khi mở ra rồi thì mình sẽ đóng cái tay để vào để cưa Cái tay này đóng vào cưa cho dễ nhé các bác nhé đóng vào cưa là dễ rất chi là dễ rồi bây giờ thì em sẽ cưa ở phía trên này đây là một cành khá là to cái này thì các bác sẽ cưa mình sẽ đặt ôi thật sự là nó quá dễ dàng các bác ạ quá là dễ luôn đúng không hả các bác Bây giờ em sẽ thu chiếc kéo này vào Và sẽ chi tiết cho các bác anh nhà mình cho xem Đây ạ Em vừa lắp lưỡi cưa Quay gần lưỡi cưa cho các bác xem Các bác có thấy ok không ạ Quá là ngon Đây em vừa mới cưa cảnh đây Nếu như các bác trai mà cứng tay thì cưa sẽ rất chi là dễ nhá Bộ kéo này thì em sẽ báo giá luôn Để các bác anh nhà mình biết từng cây một Ví dụ như cái hãng này vẫn là hãng bìa xanh Lưỡi này đều là lưỡi 7cm là cùng một loại lưỡi 7cm Đấy và con này thì nó chỉ có một lưỡi rút đấy nhá Có nghĩa là một lẫy rút là như này con này cắt cực kỳ là nhẹ Đấy, mẫu kéo này thì nói luôn với các bác là Trong cái thời điểm này Giá của nó sẽ là 400 000 đồng trên một cây Nó đang là 600 và em sẽ giảm giá là còn 400 nhé Trên một cây Em miễn phí ship Đấy, còn với con kéo này Là nó là 4 mét Một lấy rút này Nó đang là 500 000 đồng Trên một cây Miễn phí ship tới tận nhà Thiêu tiện ích. Các bác có thể cắt bưởi, cắt gốc cắt xoài, cắt vũ sữa, cam, bưởi. Các đều có thể sử dụng được chiếc kéo này như em vừa mới cắt. Còn con này 3 m thu về 1 mét m. Tiện ích thì em vừa mới rút ra. Con này hiện tại giá của nó trong tháng này. Tháng trước nó đang là 700 và tháng này được tri ân, nó chỉ còn có 450. Miễn phí ship 3 m. Tiếp tục là con 4 m là mẫu này. Nó sẽ là 600 thì nó sẽ dài hơn 1 mét đấy các bác không phải bắt thang cũng không phải bắt ghế nữa chỉ cần đứng dưới gốc thôi các bác có thể cắt tỉa tất cả các loại cành ở trên cao không còn rơi không còn bầm dập đấy nhá 600 và con 5 mét em vừa cưa cành đây vừa cắt quả giữ vừa cưa đây các bác nhá cắt này cưa này đấy con này thì giá của nó đang là 700 trên một cây đây là cái mẫu được sale rẻ nhất trong cái tháng này thì bác nào xem được video này đang quan tâm đang muốn mua Nhớ liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để trên màn hình và đừng quên cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay về